Vâng, một lần nữa xin được chào mừng tất cả quý khán giả đã quay trở lại với diễn biến của Ghana Throne of Glory 2017. Và đây sẽ là trận đấu thứ 3 trong khuôn khổ cặp bán kết 1 cuối đầu giữa hai đội tuyển AQY và đối thủ của họ là Sài Gòn Phantom. Hiện giờ thì Sài Gòn Phantom đang phải chịu bất lợi, đó là 2 trận thua cho đối phương. Nhưng đường tôi tin rằng vẫn còn dài và vẫn còn nhiều hơn trông gai dành cho Sài Gòn Phantom. Họ cần phải giành được ít nhất là 2 trận thắng liên tục để đưa cặp trận đấu này quay trở về với thế cân bằng, nhằm kiếm một hy vọng để tiến thẳng vào trận đấu chung kết để gặp đội thắng trong trận bán kết chiều nay. Một trong những điều mà Sài Gòn Phantom chưa làm được ở trong trận đấu với AQY đó là những tình huống đánh nhanh của họ không thể kết thúc được đối phương nhanh. Và khi đối phương đã thiết lập được một thế trận, tức là họ đã lùi ra được, câu kéo hết chiêu thức của Sài Gòn Phantom, thì lúc đó những thành viên đến sau là thành viên kết thúc Sài Gòn Phantom. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra điều đó của Ivy hay là Fanta với vị tướng là Zuka. Những con bài mà AQY đã sử dụng trong cuối đầu với Sài Gòn Phantom. Có một vấn đề là dường như Sài Gòn Phantom để quá nhiều những sự lựa chọn cơ động vào tay của đối phương. Đó chính là những sự lựa chọn mà Tuấn vừa mới kể tới. Với Zuka, với Ivy, liên tục là những tình huống kiểu như là loạn đả bổng rồi phi thân kích, hay là kể cả là kiếm vũ của Ivy nữa, với quá nhiều những lần để rút ngắn hoặc là giãn khoảng cách so với đối thủ, thì thực sự rất khó cho Sài Gòn Phantom để kiếm được thế chủ động trong những tình huống giao tranh. Chúng ta hãy cùng nhìn qua về một vài thông số của cả hai đội tuyển trước khi trận đấu được bắt đầu. Đây là ZF, một trong những thành viên thuộc Sài Gòn Phantom, với một kỳ đấy cũng rất đẹp với con số là 5 chấm. Vàng mỗi phút là 423, MVP trung bình là 7.24 và tham gia cục lên tới 66.95%. Rõ ràng ZF từ một người đi rừng nhưng sau đó chuyển sang đi đường, và anh ta cũng đã thích ứng tốt với cái vai trò này. Còn đội hình của AQY tôi nghĩ sẽ không có nhiều thay đổi, vẫn là một đội lạnh xoay quanh những thành viên chủ chốt như là Jay, như là Fanta hay là Way. Chính là như vậy. OM là người chơi ưu tiên, được ưu tiên của bên phía AQY. KDA của anh ta là 4.69 và kiếm phút từ nơi cao 510.98 và MVP trung bình là 7.76, một số lượng điểm khá. Tham gia cùng của anh ta chỉ có 57.16% mà thôi. Nếu như vậy thì đây không phải thực sự một số ấn tượng cho lắm đối với người chơi đường đơn, đúng không? Điều này cũng đang cho chúng ta thấy rằng lối chơi đầy lẻ khá nhiều và chúng ta cũng tiến tới cấm vai trò. Rõ ràng Murat và Valet sẽ là hai lượt cấm của cả hai đội tuyển đến từ Sài Gòn Phantom cũng như AQY. Điều tôi băn khoăn lúc này ở đội xanh, nếu như mà Y không cấm đi, tức là họ cấm đi Valet, thì Sài Gòn Phantom sẽ có được cho mình trong này những tư tưởng của Yamate, và đó là cơ hội rất tốt để Sài Gòn Phantom có được chiến thắng. Nhưng lúc này Y lại cấm đi trong này, và sự lựa chọn đầu tiên của Phantom liệu có phải là Valet hay không? Hai trận đấu trước đều không cấm đi Violet, tôi nhớ là như vậy. Và không có sự lựa chọn Violet được đưa ra tới từ Dev. Sài Gòn Phantom vẫn muốn tận dụng chiến thuật chơi nhiều những con bài lao vào mà từ sát thủ cao và đảm nhiệm vai trò đi rừng là cũng không trong tay của Dev, để có thể nhồi được lượng sát thương lớn nhất và ngăn cản đi nguồn sát thương lớn tới từ Wayne nếu như anh ta sử dụng Nakroth. Nhưng lần này khi lấy đi Jeffries xong sự lựa chọn đầu tiên, họ tiếp tục buông hai sự lựa chọn quá nóng vào tay của AQY, đó là Ivory và cả Chuka nữa. Đây rõ ràng hai con bài rất cơ động, rất mạnh trong pha giao tranh, đặc biệt là khả năng ám sát và dùng sát thương. Việc bắt hai con bài rất khó, nhưng chúng ta đang được thấy rằng Def đã có Valet trong trận đấu này. Điều tôi quan ngại nhất đó là hai con bài Malok và Zephyr sẽ đối đầu với Ivory và Chuka. Cảm giác như đây là hai con bài không thể nào cơ động được đối phương. Ngoài ra khả năng đi đường cũng phần nào đó sẽ bị thu trộn đi, đặc biệt là thời điểm đối phương đạt cho mình cấp độ 4. Nhưng có một điều mà tôi cảm thấy yên tâm, đấy là khi đã đưa ra hai sự lựa chọn là Ivory cùng với Chuka, AQY sẽ không thể lựa chọn thêm Tara trong vai trò người solo đường đơn nữa. Điều đấy sẽ hạn chế bớt đi một con quái vật có thể liên tục nhồi cái khả năng khống chế của mình, cũng như cái sự khó chịu của mình vào thẳng mặt Violet và ngắt cho Violet mặt. Sự lựa chọn Laurel đang được đưa ra để đáp trả lại Gina. Tôi thích điều này. Thực sự khi bạn đưa ra được thêm cả Laurel cùng với Violet, đội hình của Sài Gòn Phantom đang trở nên tương đối đẹp. Và Oma cũng đã được xuất hiện trong vai trò trợ thủ. Đây là một trận đấu mà có vẻ như Sài Gòn Phantom đang đem lại cái đội hình quen thuộc của họ trong ngày thi đấu ngày hôm qua, với tương đối nhiều những cái lợi thế. Hoàn toàn đồng ý với một đội hình nhiều sát thủ như AQY. Việc lựa chọn Laurel với phép bổ trợ là bất tử sẽ khiến cho, chính xác là giúp cho lớp 95 thoải mái tung hoành trong giao tranh và không bị sốc sát thương. Sài Gòn Phantom trận đấu này họ cần lưu ý, họ sẽ phải luôn duy trì hai nguồn sát thương theo thời gian, đó là Violet của Dev và Laurel của lớp 95 được chơi. Chứ nếu như một trong hai mà nhanh chóng nằm xuống, tôi nghĩ đây sẽ là một thất bại của Sài Gòn Phantom. Nhiệm vụ của Zephyr, Malok hay là Oma, tôi nghĩ là sẽ cố gắng tấn công thành viên sát thủ của đối phương để cho các sát thủ như là Ivory, Zuka, Narok không có khoảng trống để tiếp cận vào sát thương của Phantom.
Hiệu khống chế trận đấu này AQY có rất nhiều, tới từ Airi, tới từ Yuka, Thane, Zina thì không chút giữ làm chậm, nhưng Darkroth thì có tương đối nhiều hất văng. Không có Châu Na trong đội hình dành cho Yamate. Đây sẽ là một trận đấu mà Sài Gòn Phantom cần phải cẩn trọng hơn rất nhiều, bảo kê cho người chơi xạ thủ chính của họ là Violet. Hiện giờ vẫn chưa có những tín hiệu cho thấy rằng họ sẽ chuyển đổi những vị trí cuối cùng để cho Dev dùng Violet. Tôi đang hơi phân vân rằng liệu trận đấu này có phải là Dev lúc 95 với Violet trong tay hay không? Hơi khó. Mà cũng có thể bởi có vẻ như tôi đang nhìn thấy rằng lớp 95 rất ít khi sử dụng Laurent. Thậm chí nếu tôi nhớ không nhầm, ở trong chung kết đấu trường danh vọng thì một trận đấu mà Laurent được xuất hiện nhưng người sử dụng không phải lớp 95. Thì chúng ta cùng xem quyết định của Sang và Tôm trong trận đấu này nó là xin như thế nào. Trận đấu này là bug. Trong đấu trường danh vọng thì người sử dụng Laurent là bug của Game TV. Và cái màn hiện với Laurent đấy cũng không phải là quá ấn tượng. Con bài Laurent sang phiên bản thời đại sát thủ này đang có đất để chơi. Kiểu lên trang bị của Laurel như đã nói ngày hôm qua, Ngọc Đại Pháp Sư có thể là sửa chọn trang bị đầu tiên, đó là tăng thêm máu, năng lượng và sát thương phép thuật theo thời gian. Tiếp theo đấy có thể sẽ là những món trang bị gia tăng thêm vừa kháng phép và vừa sát thương phép thuật, cũng như là khả năng chống chịu ưu tiên hơn dành cho những người chơi Laurel. Bởi vì lúc đấy thì họ sẽ tận dụng được cái nội tại trời phạt của mình, tích tụ đủ 4 số trên người của đối phương, gây ra sát thương, hiệu khống chế bằng sát thương chuẩn và làm chậm trên diện rộng và hồi lại máu, đó là điều quan trọng nhất. Một người chơi Laurel khi có đủ thời gian hồi chiều cùng với khả năng chống chịu có quay rất tốt, hồi nhiều máu giao tranh, nó sẽ giống như quái vật bất tử vậy. Một trong những món trang bị trấn phái mà Laurel bắt buộc phải lên đó là quyền triệu Rhea, một món trang bị đã giúp cho Laurel quay trở lại ở phiên bản hiện tại. Quyền triệu Rhea đã được nâng cấp thêm khả năng hút máu nữa. Ngoài ra khi xuống dưới một lượng máu xuống dưới 40% thì cung cấp thêm một lớp khiên kết hợp với cái phép bổ trợ bất tử, thì dường như Laurel rất khó bị sốc sát thương phải nằm xuống. Và với cái chất tướng là bay nhảy hồi chiều nhanh thì không bị nằm xuống nhanh như vậy, Laurel rất có thể sẽ đứng dậy và gây sát thương hạ gục, có những pha lật kèo ngoạn mục. Trận đấu vẫn chưa được bắt đầu ngay tại lúc này, nhưng rõ ràng chúng ta đã có thể đưa ra một cái nhìn tổng quan sau những sự lựa chọn bởi cả hai đội tuyển. Một hình rất quen tay mà Sài Gòn Phantom thường xuyên sử dụng trong đấu trường quốc nội cũng như trong ngày thi đấu ngày hôm qua để giành được chiến thắng trước ba đại diện tới từ bảng A. Trong khi đó, đối với AQY, ngày hôm qua họ thi đấu không quá thành công, nhưng ngày hôm nay họ đang có những bước đi tương đối đúng đắn. Và trong trận đấu này, họ tiếp tục có những sự lựa chọn cơ động, quen tay và nhiều hướng khống chế. Trận đấu bản lề của Sài Gòn Phantom, họ không được quyền thua trong một trận đấu nào nữa trong kiểu đối đầu BL5 này. Và có lẽ họ đang rất cần sự cổ vũ đến từ các bạn đang ngồi tại... Tại đây không quan trọng, quan trọng là tình cảm mà các bạn dành cho Sài Gòn Phantom mà thôi. Và tôi tin chắc rằng sự ủng hộ, cổ vũ, động viên đến từ tất cả khán giả đang có mặt tại đây, cũng như có lẽ là cả tinh thần nữa. Tôi là một người mê tín, từ bé đến lớn tôi thích đọc truyện tranh, đặc biệt là Dragon Ball Sunoku. Tôi biết rằng cứ khi nào gặp con boss nào khó ấy, cứ triệu tập sức mạnh tinh thần từ 1 tỷ anh em trên trái đất, giơ tay lên trời là kiểu gì cũng có quả cầu kinh khi và thắng được địch mà thôi. Một lần nữa thêm một tràng pháo tay cho Sài Gòn Phantom. Chúng ta sẽ cùng bước vào trong trận đấu. Đây là lúc Sài Gòn Phantom sẽ bùng lụa, bùng hết sức mình. Không có một sai lầm nào được thể hiện trong trận đấu này. Bởi một sai lầm nhỏ thôi khiến cho họ sẽ thất bại cả trận. Nên nhớ rằng ở trong ván đấu thứ hai, cái thời điểm mà họ ép giao tranh khu vực đường giữa, đó là thời điểm mà lốc không có chiêu cuối nhưng họ vẫn ép giao tranh trong thế thiếu người. Và đó là bản chốt một vấn đề để khiến cho Sài Gòn Phantom thua trận đấu đó. Quay trở ra khu đường giữa, lốt chỉ làm đang gặp một chút xíu khó khăn khi cần đối đầu đơn lẻ với Owen. Còn phía bên kia thì Wen, anh ta rất chủ động sang cướp con bùa lợi xanh của Sài Gòn Phantom và để cho những người đồng đội của mình lao về ngăn cản Dev. Có vẻ như cái quyết định ngăn cản này nó không thành công. Dev đã có bùa lợi xanh chia kinh nghiệm. AQY rơi vào thế hơi thọt một chút xíu về lượng máu. Có vẻ như đây là một cái lợi thế dành cho Malok của Wayne để anh ta có thể lên được cấp độ 3, cấp độ 4 sớm hơn. Hoàn toàn đồng ý. Trong pha điều đó, Dev anh ta bận đánh nhau đối phương và chỉ dừng lại ở một bãi bùa xanh mà thôi. Trong khi đó Way có dành thời gian để ăn thêm một bãi bùa bãi rừng nữa. Như vậy khởi đầu cướp rừng thì anh ta cướp được hai bãi. Còn với Dev chỉ là một bãi mà thôi. Đây là sự bất lợi nhỏ nhỏ. Nhưng anh ta cũng sẽ đạt cho mình cấp độ 4 bằng với Way mà thôi. Tôi nghĩ là như vậy. Không có những quá nhiều sự khác biệt đâu. Ăn xong con bùa lợi đỏ này, Way mới chỉ dưỡng già cấp độ 3, cũng chưa thể lên cấp độ 4 ngay được. Trong đó phía bên này, Dev tiếp tục chia kinh nghiệm cho Zeref với Oma. Anh ta cũng chưa có cấp độ 4 cho mình. Thời điểm giao tranh có thể sắp tới và các thành viên Sài Gòn Phantom đang tập trung lại để chờ sai lầm của đối phương. CK là mục tiêu nhưng lại một lần nữa là Thane.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng Wayne là một sự lựa chọn sáng suốt cả. Zeref gặp nguy hiểm, Zeref cần phải lùi về. Wayne lao vào rất sâu vì anh ta đã có gương mạnh quyết. Anh ta có quá nhiều sát thương và đó là chiến công đầu dành cho IQY. Cần phải lùi về, Dep hơi hổ báo, Dep bắn hơi sâu và Dep tiếp tục bị hạ gục bởi Wayne. Wayne lùi về được, Yamate thì không. Và đó là 3 điểm hạ gục ngay đầu trận dành cho IQY. Sau phút tôm họ vẫn đánh một cách bất ngờ nhưng có vẻ như mục tiêu họ chọn không thực sự là quá tốt. Đó là Thên có khả năng cản lướt, có khả năng hất tung làm chậm đối phương. Và cái nội tại hồi máu khi xuống dưới một lượng máu thấp nữa sẽ rất khó để hạ gục Thên trong thoáng chốc trừ khi bạn dùng bộc phá. Nhưng rõ ràng những thành viên của Sóng Văn Tôn, thành viên chưa có khả năng xông sát thương tốt. Những gì họ có đó là khả năng giữ chân của Oma theo kiểu hên xui. Đó là khả năng gây sát thương chuẩn của Yamate. Nhưng rõ ràng anh ta cần thời gian để kích hoạt cái nội tại của mình. Giờ thì lại tốn thời gian cho Violet vừa trong tay Dep để có thể farm đạt được thêm những cấp độ cần thiết nữa. Và đối phương sẽ tranh thủ khoảng thời gian này để ăn đi con rồng hắc án đầu tiên trong trận đấu. Thêm một lần đầu chúng ta thấy rằng Saigon Phantom đang bị thua thiệt trong cái khoảng thời gian đầu, cái mở đầu của trận đấu. Những nước đi của IQY đã tỏ ra là khá thông minh. Nó chỉ làm la vào một đôi cánh thiên thần. Anh ta bật đại phán xét lên nhưng anh ta đang bị quay bởi hai thành viên của IQY. Anh ta có thể có quay được hay không đây? Có kết giới xa lơ bật lên. Cả Yamate, cả lớp 95 đều nằm xuống trong tích tắc. ZF cũng cần phải lùi về. Rất khó để thể ngăn cản. Tôi không nghĩ rằng quyết định giao tranh sớm bây giờ sẽ là những quyết định được đưa ra sáng suốt của Sài Gòn Phantom. Câu giờ mới là điều họ cần làm. Họ tiếp tục buông đi một con rồng hắc ám. Họ tiếp tục buông đi một cái trụ đầu tiên của đường dưới. Kinh nghiệm và lượng tiền càng ngày đối phương càng vượt trội hơn. Phút thứ 3, 3 rưỡi. Lượng tiền lúc này đã là 5.000 tiền chênh lệch. Xin lỗi bạn, 3.000 tiền chênh lệch nhưng với IQY có vẻ như rất khó để cho Sao Phantom lật được thế cờ. Thậm chí bây giờ họ muốn bắt vào Way cũng rất khó, phải tốn rất nhiều tài nguyên mà chưa chắc Way đã phải nằm. Và khi đó phần còn lại các UI sẽ có một pha hồi mã thương. Và cả Joy nữa. Joy cũng đang hoạt động một cách rất thoải mái trong cái con đường đơn mà anh ta đi đẩy một mình. Bolo tay đôi cùng với Juka của Fanta không ăn thua cho lắm. Anh ta gọi thêm hội lên, đó là Zeref. Nhưng cũng chỉ dừng lại mức độ là ép cho đối phương phải lùi về bằng phi thiên kích mà thôi. Tập trung lại với 4 người di chuyển rất nhiều là Sài Gòn Phantom. Nhưng họ không lấy được lợi thế vì đối phương cũng đang có đủ những nguồn tài nguyên để có thể phòng ngự. CK cấp độ 6 với Thên cấp độ 6 rất quá khỏe. Long kiếm được sử dụng ra, lao thẳng vào lòng Wayne. Làm lần nữa Sài Gòn Phantom bị ép lao vào giao tranh mà không làm được gì đối phương cả. Tôi thấy sự tan vỡ. Tan vỡ. Tôi thấy rõ ràng đây là sự tan vỡ mà Sài Gòn Phantom đang phải hứng chịu. Họ đang mất đi sự tập trung của mình trong ngày thi đấu ngày hôm qua. Để rồi ngày thi đấu ngày hôm nay mọi thứ đang ảnh hưởng lên họ. Có vẻ như trận đấu này vấn đề chỉ còn là thời gian thôi. Bởi rõ ràng Sài Gòn Phantom quá yếu so với IQY. Hỗ trợ của IQY đó là CK đã đạt cho mình cấp độ 6. Trong khi đó đội hình của Sài Gòn Phantom chỉ có 2 người đạt cấp độ 6, trong đó người đi rừng và một người từ nãy giờ chỉ farm, đó là Polo với vị tướng Zephyr. Tiếp tục sẽ làm sự tàn nát với điểm hạ gục truyền thuyết dành cho OM. Liệu có điểm hạ gục chính công đầu hay không? Không chưa có một chính công đầu nào dành cho Sài Gòn Phantom. Đó là pha bộc phá không có bao nhiêu sát thương cả từ Polo khi anh ta vẫn còn đầy nguyên máu, muốn cướp đi phần rừng đối phương và kiểm soát nó thật ổn. Đó là Wayne, anh ta thực sự cướp được con bùa lợi này. Rất khó chịu, tiến thẳng ra khu vực hàng rồng. Và một khi bạn đã để cho Nakroth của Wayne xanh đến mức độ như này rồi, làm như là bạn có thể cản đến một con quái vật như này đây. Độ cơ động cao, sát thương nhiều, khả năng ám sát của người khống chế là có. Ở trong trận đấu với Matosiu, ván đấu thứ 2 Sài Gòn Phantom cũng rơi vào thế tương tự như vậy. Và đó là trận đấu họ bị hủy diệt hoàn toàn. Và có vẻ như viễn cảnh đó đã quay trở lại ở trong game đấu thứ 3, trận bán kết giữa Phantom và IQY. Thêm một điểm hạ gục nữa dành cho đại diện đến từ Thái Lan và người lập công là Joy với vị tướng Irie. Đài Loan thì chuẩn hơn. Tức là đại diện đến từ Đài Loan. Đài Loan. Và cái lượng trang bị tranh lệch nó lớn quá rồi. Thôi xong. Quên băng thẳng trụ chém và đép. Nếu như đây không phải là trụ của thời đại sát thủ thì có lẽ đó sẽ là điểm hạ gục dành cho Wayne nếu anh ta tiếp tục trì trạc và tấn công nhằm hạ gục Dep. Cái này là ghét lắm rồi ra và gây khó chịu mà thôi. Nhưng anh ta đang hết đi những kỹ năng chạy trốn. Dù vậy ở đây chỉ là Zeref. Zeref không có sát thương, Zeref chỉ có hiệu khống chế và gọi thêm cả Yamate tới. Nhưng Wayne có vẻ chưa nao núng. Anh ta thoát đi được với bộ combo quá khó chịu của mình, để lại Oma và để lại Lauriel và thậm chí có thể là để lại luôn cả Yamate nằm lại. Đó là hai điểm hạ gục dành cho IQY. Họ không mất ai cả. Họ đánh trận này rất dễ dàng. 12-0. Thậm chí Fanta còn chưa xuống núi. Fanta lúc này là cấp độ 10. Và khi anh ta xuống núi tôi không nghĩ rằng Sài Gòn Phantom họ sẽ sống như thế nào đây. Với cái việc ăn được con rơi thì Fanta sẽ trụ đường cực kỳ tốt với cái nội tại hồi máu đó. Năng và lượng của anh ta cũng đang thoải mái luôn. Anh ta không cần dùng năng lượng luôn. Và đúng là như vậy. Thậm chí anh ta cướp được luôn bùa lợi xanh. À không, vừa rồi là Violet của Dep đã xuất sắc giữ lại. Có lẽ với một pha trừng trị tốt của mình. Nhưng
Joy lại chiếm phần sân chơi của đối phương. Là không cần phải là Nagrod nữa, bây giờ là bất cứ ai. Đúng. Bất cứ một thành viên cơ động nào. Tôi nghĩ rằng để cho đối phương một cái bộ khung quá khó chịu là Yuka và Ahri đã khiến cho Sài Gòn Phantom gặp những cái trường hợp như thế này, không có cách nào để có thể hạ gục được đối phương cả. Rồi, đường trên có trao đổi nhẹ. Polo buộc phải dùng không kích của mình để tẩu thoát, không còn cách nào để giao tranh nữa. Trụ thứ tư dành cho AQI. Vấn đề của AQI bây giờ là hai cái trụ đường giữa nữa thôi thì coi như Sài Gòn Phantom chỉ có chơi trên thềm nhà. Tôi mới nhận ra một điều đấy là sau khi mà những cái lợi thế toàn bản đồ được lấy đi quá nhiều thì bây giờ một người solo đường của Sài Gòn Phantom thua đến 4 cấp so với trợ thủ của AQI, và pha băng trụ diễn ra nó kiểu như là một cái thảm kịch vậy. Họ băng cái trụ đầu tiên này, họ không mất đi ai cả và lấy đi ít nhất là một điểm hạ gục của đối phương. Họ vẫn có thể lấy thêm. Lớp 95 đang lao lên cùng Yamate, bộc phá được sử dụng trả. Ít nhất họ đã chấm dứt thành công được một người và lấy đi điểm chiến công đầu về cho Sài Gòn Phantom. Trong khi dòng hắc ám vừa mới được ăn bởi Nagrod, và Nagrod tới đây đồng nghĩa việc sẽ có thêm những điểm hạ gục tiếp theo. Yamate là người thứ 15 phải nằm xuống đến từ bên phía của Sài Gòn Phantom. Và điểm hạ gục thứ 15 này nó được dành cho Irene. Polo không cẩn thận sẽ là người thứ 16 sẽ phải lên bảng điểm số. Kèm theo đó là trừ một đường giữa nữa. Áp đảo quá rồi. Có lẽ Quang Kinh Công không phải là một viễn cảnh xa vời với AQI. Phút thứ 8 họ hơn đối phương gần 10.000 tiền. Và thậm chí 100 đồng nữa thôi là 10.000 tiền. Đã 10.000 tiền. Đã 10.000 tiền rồi. Ngay tại phút thứ 8 của trận đấu thì khó để bạn có thể gượng lại. Nếu như đây là lượng tiền 10.000 ở phút thứ tầm khoảng 12, 13 và Violet còn đang có một chút xíu gì đấy để mà có thể tự tin cơ, thì có lẽ Sài Gòn Phantom vẫn có những cái điểm đến để có thể bấu víu vào. Hiện giờ thì vẫn đạt được cấp độ ổn. Đấy là Def, nhưng 11 so với hẳn 14 từ Wayne thì đó là một cái đẳng cấp hơi xa vời. Anh ta cần một lượng trang bị cực lớn nữa thì mới thể cân bằng được lại lượng sức mạnh cũng như đảm bảo về khả năng gây sát thương tầm xa của mình. Một điểm khá may mắn đấy là trong trận đấu này người chống chịu duy nhất tới từ các thành viên đội tuyển AQY chỉ là Thêm mà thôi, và vẫn có những cách để có thể vượt qua được cái rào chắn này nếu như Violet thực sự có thể giữ được vị trí và tránh khỏi những khống chế của đối phương. Rồi, 17 điểm hạ gục và người lập công là Yuka của Fanta. Vừa rồi tôi có xem qua về lượng tiền thì Way đang hơn Violet của Dep con số là 3.200 tiền. Một con số mà có thể hai món trang bị lớn, món rưỡi một món chúng mình tôi nghĩ là khoảng tầm 2.000 và phần còn lại sẽ là nửa món trang bị. Đúng, nó đã phản ánh bởi Def lúc này chưa có món trang bị thứ hai, anh ta chỉ có trang bị đầu tiên của mình đi rừng mà thôi và vẫn đang loay hoay lên tới món trang bị thứ hai. Thậm chí rằng món trang bị thứ hai này của anh ta sẽ còn phải delay hơn nhiều vì đó là Excalibur được tung ra. Người đầu tiên đã bị hạ gục là lớp 95. Cả Zeref, cả Polo và cả Valet đều bị hất văng lên trong pha lao vào từ Nagrod của Wayne. Và nó thực sự là ác mộng. Tiền chênh lệch 13-14.000 tiền rồi. Có một đường dành cho các thành viên đội tuyển AQY mà tôi không nghĩ rằng đó là tất cả những gì họ có thể làm. Họ sẽ tràn thẳng vào và đánh kết thúc trận đấu đi ngay tại phút thứ 10 mà thôi. Và đây có lẽ là trận đấu nhanh nhất trong lịch sử giải đấu Throne of Glory lần này của chúng ta. Và có vẻ như chỉ có một người duy nhất hạ gục được bên phía AQY, đó chính là Yamate với 2 điểm hạ gục. Và phần còn lại trở nên vô cùng bế tắc khi ngay giai đoạn đầu thôi, đó là một sai lầm thực sự lớn. Tôi nghĩ rằng việc dừng lại ở việc mất 3 điểm hạ gục ở thời điểm đầu là thôi. Nhưng sau đó họ cố gắng níu kéo con rồng và mất thêm, sau đó mất thêm trụ một đường dưới nữa. Và đó là quả cầu tuyết nó lăn cực kỳ lớn. Một lần nữa, xin chúc mừng AQY với chiến thắng thuyết phục trước Sài Gòn Phantom. Sai lầm đến từ những pha thi đấu hơi bị chảy cối quá của Sài Gòn Phantom. Và để rồi, bây giờ họ là đại diện cuối cùng còn lại của Việt Nam phải không? Và không được tiến thẳng vào trận đấu chung kết nữa. Đầu tiên đã ghi tên mình vào chung kết, đó là AQY. Và đối thủ của họ sẽ là người giành chiến thắng trong cặp đấu bon 5 tiếp theo. Đó là cuộc đấu giữa Mondo Demigod đại diện đến từ Thái Lan và đối thủ của họ là Master Seal đại diện đến từ Đài Loan và ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Một lần nữa, xin một tràng pháo tay dành cho hai đội tuyển. Và có lẽ chúng ta cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi bước vào những diễn biến tiếp theo của trận bán kết thứ hai giữa Monterey Bacon và Mantle Seal.